Gia đình mình vui bất thình lình, Danh, Trâm Anh quay về nhà, Phương chạy lên đoàn tụ. Tưởng rằng như vậy là hết, gia đình cụ Toại, cụ Cúc đã tan hoang cửa nhà khi Công, Phương ly hôn, rồi Danh, Trâm Anh ly thân, chỉ còn mỗi Hà Thành. Nhưng chính lúc này, hương vị tình thân mới trỗi dậy. Bằng sự níu kéo của con tim, mọi người đã quay trở về đoàn tụ. Danh, Trâm Anh khi thấy chị Phương rời đi đã biết điều biết ý, quay trở về nhà cho mẹ Cúc vui. Phương khi thấy anh Công đổ bệnh đã gạt bỏ đi mọi thứ, quay trở về chăm sóc. Để rồi cả gia đình đã đoàn tụ, vui vẻ dưới bóng cây hạnh phúc. Vậy là tất cả mọi thứ dù có đẹp đẽ, bền chặt, keo sơn đến đâu, nó cũng không thể trường tồn mãi được. Gia đình nhà ông Toại từ bao nhiêu năm nay vượt qua bao sóng gió vẫn vui vẻ hạnh phúc, cứ ngỡ rằng sẽ êm ấm mãi mãi. Nhưng mọi thứ lại ập đến một cách bất thình lình. Đùng cái, Danh, Trâm Anh ly thân, đột cái, Công, Phương ly hôn. Trong nhà chỉ còn là những tiếng thở dài thườn thượt, những đêm trằn trọc, thao thức, lăn bên này lật bên kia, không ngủ được của mọi người. Và rồi mẹ Cúc đã đổ bệnh, không chịu ăn uống, không chịu đi đâu ra khỏi nhà. Lúc này thì tình thân đã trỗi dậy, Danh rất thương mẹ, cậu đã quyết định trở về nhà để chăm sóc mẹ. Cùng lúc đó thì Trâm Anh cũng có ý định như vậy khi thấy mẹ Cúc tiểu tụy xanh xao. Vậy là nhờ sự kết nối của chị Hà, cuối cùng thì Danh và Trâm Anh tuy chưa ai có thể hạ cái tôi của mình xuống, nhưng đã xích lại gần nhau hơn. Khi nghe chị Hà nói mẹ bị ốm vì tâm bệnh, cả hai đều rất lo lắng. Và để rồi Danh đã mở lời: có chuyện này anh định bàn với em, anh định sẽ trở về nhà ở để chăm mẹ, nhưng nếu một mình về anh sợ bố mẹ biết chuyện chúng mình lại càng thêm đau buồn, chúng ta sẽ trở về nhà một thời gian đi. Trâm Anh đã gật đầu đồng ý. Vậy là cả hai đã quay trở về trong sự vui mừng của bố Toại mẹ Cúc. Và đây cũng là bước ngoặt để Danh và Trâm Anh quay trở về bên nhau. Chưa hết, đó chỉ là một sự khởi đầu của đoàn tụ. Khi hay tin anh Công đổ bệnh, nhìn mọi người chung tay vào chăm sóc, Phương tuy đã ly hôn nhưng trong lòng cô luôn đau đớn nỗi lòng trước tiếng gọi của con tim, của tình nghĩa vợ chồng, của tình cảm gia đình bấy lâu nay. Phương đã quay trở về cùng nhau chăm sóc anh Công. Giờ đây Công đã cạo trọc đầu vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác, nhưng nụ cười đã trở lại, không khí gia đình đã trở nên vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc.